Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Chương trình mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học trực tiếp sẽ mang đến quý vị những thông tin về những cái kiến thức phổ thông liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe và sẽ giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc của mình trực tiếp trong lúc chương trình diễn ra 30 phút trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Lúc này chúng ta đã bắt đầu chương trình và xin quý vị bắt đầu gửi ngay những câu hỏi, những thắc mắc của mình dưới khung hình trong phần bình luận nhé. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối tai biến mạch máu não mà chúng ta đang bàn dở dang tuần trước. Hôm nay sẽ nói về những cái khả năng phục hồi sau khi bị tai biến mạch máu não như thế nào, nhanh chậm, nặng nhẹ ra sao. Xin mời quý vị cùng bắt đầu tìm hiểu. Trước khi nói về cái khả năng phục hồi, thưa bác sĩ Hội, mình đã nói về tai biến mạch máu não, tìm hiểu cái nguyên lý của bệnh, những cái yếu tố nguy cơ cũng như nguyên nhân từ tuần trước rồi, cho nên lần này mình sẽ không nói kỹ về những cái yếu tố đó nữa, mà mình sẽ đi ngay vào cách điều trị phòng bệnh, thưa bác sĩ. Bây giờ khi mà tai biến mạch máu não xảy ra đó, thì cách xử trí tức thì, ngay lập tức cần phải làm gì, thưa bác sĩ? Vâng, thì trước hết á, là chúng ta phải gọi 911, gọi tức là cấp cứu đó. Mà ở Mỹ thì cái số là số 911. Bởi vì đó, nếu càng điều trị càng sớm bao nhiêu đó, thì cơ may tránh được tử vong càng lớn, và cơ may cái biến chứng đó, nó được phục hồi càng càng cao. Do đó thì xin quý vị gọi liền, không có đừng có làm gì hết mà gọi ngay 911. Có nhiều người là nào là đánh gió rồi cho uống nước muối nước này nước kia đó, thì tôi nghĩ là đề nghị là kêu 911. Thứ hai đó là cũng đừng có làm một cái gì cho Hiện bây giờ đường dây âm thanh hơi bị trở ngại, bác sĩ còn nghe được không? Hello. Bởi vì là nếu mà tôi nghe không? Dạ thưa, bây giờ đang bị nghe không? Dạ đang bị tắt được dây âm thanh một chút. Thưa bác sĩ, bây giờ nghe được không ạ? Dạ tôi nghe được. Rõ ràng từ đấy. Bây giờ nghe có lẽ khó. Dạ, bây giờ có lẽ khá hơn. Thưa bác sĩ nói là gọi ngay cấp cứu, không cần phải làm gì hết. Đối với nhiều người đó thì người ta xoa dầu, hoặc là người ta nắng bóp massage này kia, hoặc là như bác sĩ nói là đánh gió. Những cái biện pháp đó là không được khuyên, không được giới chuyên môn khuyên, phải không ạ? Thì thứ nhất là kêu cấp cứu cái đã. Thứ hai, mình có thể làm những cái thao tác mà nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có cho uống này uống kia đó. Nhưng mà để là chúng ta để cái mặt của bệnh nhân đó nằm nghiêng và nghiêng qua một bên. Tại sao? Bởi vì có những cái đờm rãi đó, nó sẽ chặt ở trong cổ họng, thì nó nghiêng ra thì nó ra ngoài được, như thế nó sẽ không vào trong phổi. Sau đó mình đặt nghiêng cái bệnh nhân nằm nghiêng, cái mặt nó nghiêng qua một bên. Rồi còn những cái chuyện khác thao tác mà tôi thấy nhiều khi đánh gió này kia thì tôi cũng không có nói được. Nhưng mà rất là quan trọng là phải kêu cấp cứu, và đừng có cho uống thuốc gì cả. Bởi vì nhất là uống aspirin, có nhiều người lại cho uống aspirin đó, thì có thể nó là trường hợp mà do cái đứt mạch máu á, là rất là nguy hiểm, nó chảy máu càng nhiều nữa. Thì do đó tôi đề nghị là cố gắng làm thế nào mà càng sớm càng tốt, gọi 911. Bởi vì như cái tôi nói đó thì vâng, đó, điều trị càng sớm thì càng tốt. Dạ vâng. Lúc này thì ở trên mạng nó có rất là nhiều những cái chỉ dẫn truyền miệng, truyền khẩu, những phương pháp dân gian, nào là phải dùng kim chích ngón tay, chích mang tai, vân vân, để cho những cái giọt máu nó rỉ ra, vân vân. Thì những cái lời khuyên đó, những cái mẹo vặt đó, giới chuyên môn có ý kiến như thế nào? Theo tôi nghĩ thì thế này, đây là cái nguyên nhân đó, nó là do máu nó không vào trong cơ thể, không vào trong được não, hoặc là nó bị bẻ cái mạch máu não nó gây ra, chứ không phải là bị trúng gió hay là gì cả. Do đó chúng ta làm bất cứ cái gì có đôi khi có thể làm hại cho bệnh nhân. Cái stroke đó, tức là cái tai biến này nó rất là đặc biệt, chứ không phải là chúng ta bị trúng gió bình thường thôi đó thì khác, thấy không? Chúng ta ngất xỉu bình thường, còn đây á, là nếu mà đúng là thí dụ hôm trước chúng ta nói đó, là cái thấy miệng nó méo đi, méo qua một bên này, và mắt sụp xuống và nói không được nữa, thì đấy là chắc chắn là tai biến rồi, thì khó mà có thể làm bất cứ chuyện gì ngoài chuyện có thể chúng ta xoa bóp. Tôi nghĩ cũng có thể được xoa bóp, hoặc là còn cái là dùng kim, dùng này dùng kia, thế cái đó là tôi nghĩ rằng là không có ý kiến, và có nghĩa là không nên, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ xin hỏi thăm về phương pháp điều trị đối với tai biến mạch máu não. Hiện bây giờ những cái phương pháp nào điều trị có dứt điểm được hay không? Thời gian bao lâu và trải qua những giai đoạn như thế nào thưa bác sĩ? Thì cái phương pháp điều trị nó thì tùy theo kêu là cái nguyên nhân. Thì như nãy chúng ta đã nói là nó có hai cái nguyên nhân. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên, nó nguyên nhân là do mạch máu bị tắc. Để tôi đưa cho quý vị thấy đây là cái nhìn là cái hình này, quý vị thấy không? Đó, thì đây là có những mạch máu á, nếu bị tắc á thì coi là nguyên nhân là thiếu oxygen. Còn nếu nó bị vỡ đó, vỡ mạch máu á thì coi là xuất huyết não. Đó, thì nó có hai cái nguyên nhân như vậy. Mà nếu á mà chúng ta tùy theo cái nguyên nhân, như chúng ta thấy là cái nguyên nhân mà do bị thiếu máu vào não do tắc mạch máu đó, nó tới lên tới 80-90%. Rồi còn cái nguyên nhân mà do đứt mạch máu đó thì nó là 20%. Thì đấy, hai cái nó rất là khác nhau và điều trị cũng khác nhau. Nói về nếu mà trường hợp đó mà như hôm trước tôi nói là cần phải làm thế nào cho càng gấp càng tốt, nghĩa là mình khám phá bệnh càng sớm càng tốt. Đó, và mình kêu cấp cứu, lúc nãy chúng ta vừa nói rồi, và chở đến bệnh nhân đến phòng cấp cứu, và phòng cấp cứu đã sẵn sàng để điều trị. Và thì nếu mà thiếu máu đó, nếu mà do là bị tắc mạch máu do thiếu máu đó, thì người ta thường thường người ta tiêm cái thuốc làm tan cái cục máu đông bằng là cái thuốc loãng máu, nó kêu là tissue plasminogen activator. Cái này thì do bác sĩ thôi, TPA, với điều kiện là không có xuất huyết não nha. Nếu mà xuất huyết não á, thì là điều trị thế là nguy hiểm. Và cách điều trị này cần thực hiện là trong vòng từ 3 đến 4 giờ kể từ lúc bắt đầu. Cái đó quan trọng lắm. Còn nếu trường hợp mà điều trị do tai biến xuất huyết á, xuất huyết á, thì khó khăn hơn. Và điều đầu tiên đó là bác sĩ sẽ ngưng xuất huyết. Thì cái này có thể đôi khi cần phải giải phẫu. Và nếu mà trường hợp mà cái máu mà nó động á, ở trong óc của mình á, nó đè nén cái óc của mình đó, thì đôi khi phải mổ khoan để mà hút cái máu bầm ra để nó đè, không có đè nén đó. Thì cái này nó phức tạp, thì chúng tôi chỉ nói tổng quát như vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc là cái gì, tức là nếu mà do xuất huyết thì phải cầm máu ngay. Thứ hai á, là tránh không để máu đông chèn ép như đã nói. Và cái thứ ba là gì, mình phải điều trị những cái nguyên nhân như là cao huyết áp, tiểu đường, các bệnh tim mạch nếu có. Và đặc biệt là nếu sau khi mà tương đối vững rồi đó thì phải điều trị, nó kêu là phục hồi liền tức khắc. Sau khi mà yên rồi thì đưa vào cái trung tâm phục hồi để chúng ta phục hồi sức khỏe lại. Cái đó là rất là quan trọng. Thưa bác sĩ, nhiều người nghe tai biến mạch máu não rất là sợ vì cái căn bệnh này là nói nôm na là từ chết tới bị thương, chứ còn khả năng phục hồi hoàn toàn để mà trở thành lại một con người hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn thiện lại thì rất là khó. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ về tỷ lệ phục hồi đó, nó phụ thuộc vào những yếu tố nào, có cái tỷ lệ phục hồi được trở lại hoàn toàn hay không, và cao thấp như thế nào, và những cái yếu tố nào giúp cho mình phục hồi nhanh, mình cải thiện được nhanh, và những yếu tố nào trở ngại quá trình phục hồi thưa bác sĩ? Thì tôi có thể nói như thế này là tùy theo cái nguyên nhân. Nếu mà nguyên nhân xuất huyết não đó thì cái tử vong là 50% trong vòng 48 tiếng đồng hồ, rất là cao. Rồi cái tỷ lệ phục hồi á chỉ có thể là 20% mà thôi, nhưng mà còn có nhiều biến chứng. Đấy là do xuất huyết á. Còn nếu do tắc mạch máu đó thì cái nó nói là trong 3 tháng đó là tử vong là 20%. Cái xuất huyết là 50% là tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Còn cái tắc mạch máu á, thì nó có thể tử vong là 20% mà thôi. Rồi 1/3 thì hoàn toàn là phục hồi. Tức là sau 3 tháng á, là 20% á, là phục hồi nhưng mà còn biến chứng. Thì đấy, nhìn chúng ta thấy rằng là cái quan trọng là cái thời gian mà tìm biết là cái bệnh với lại thời gian để chuyển về trong phòng cấp cứu là rất là quan trọng. Thì do đó đó thì chúng ta cần phải gấp làm thế nào để đưa vào trong phòng cấp cứu và trong bệnh viện. Thì tôi xin nói lại là cái xuất huyết não đó thì nó là 50% là tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ thôi, còn 20% là được phục hồi. Còn tắc mạch máu á, thì sau 3 tháng á, thì cái tử vong là 20%. Phục hồi đó
là hoàn toàn thì có thể được được trên 30%, rồi phục hồi mà còn biến chứng thì khoảng 20%, thì đấy là cái tỷ lệ. Và chúng ta ở nước Mỹ đó, ta nói sơ nước Mỹ đó, thì mỗi năm đó có khoảng 140.000 người chết tử vong vì do cái Tai chứng biến mạch máu não. Vâng. yeah. Dạ, thưa bác sĩ, để thấy cái tỷ lệ vậy là mình thấy được cái mức độ nguy hiểm của bệnh. Bây giờ nếu mà người nào mà may mắn thoát hiểm, tức là có được sống sót, có được khả năng phục hồi, thì trong 3 tháng mà bác sĩ nói đó, 3 tháng nó quyết định là mình sẽ phục hồi tới đâu, mình sẽ bị biến chứng nguy hại như thế nào. Thì trong 3 tháng đó cần lưu ý những gì, ăn uống thế nào, sinh hoạt, ngủ nghỉ, tập luyện ra sao để cái quá trình phục hồi nó tiến triển tốt đẹp, thưa bác sĩ. Thì trong cái phục hồi đó thì chắc chắn là chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân. Điều trị nguyên nhân tức là sẽ có là cao máu thì điều trị cao máu, mà nếu mà có tiểu đường điều trị tiểu đường, cao mỡ thì điều trị, nghĩa là nói chung phải điều trị cái Nguyên nhân, dạ. nguyên nhân. Và thứ hai ấy, là phải dùng nó kêu là physical therapy, là phục Vật hồi lý trị liệu. trị liệu, đó là phục hồi chức năng. Dạ. Cái phục hồi chức năng này là phải tới một người chuyên môn tập, mà cái mức độ thường xuyên như thế nào? Càng nhiều càng tốt, càng dày đặc càng tốt hay như thế nào, thưa bác sĩ? Cái đó là do cái trung tâm phục hồi và do những cái người mà do những cái chuyên viên để mà lo cho mình. Và sau đó khi mà sau một thời gian rồi đó thì ta hướng dẫn gia đình thì ở nhà phải làm như thế nào, nhưng mà cũng cần phải trở lại lâu lâu trở lại để mà tập luyện. Thì cái này rất là quan trọng, nên theo cái đề nghị, theo cái hướng dẫn của cái trung tâm phục hồi. Vâng, như bác sĩ nói, cái sự phục hồi nó tùy thuộc vào cái độ nhanh nhạy khi mà mình cấp cứu tai biến mạch máu não, càng nhanh càng tốt trong những giờ phút đầu tiên là quan trọng nhất. Nhưng mà một cái cũng quan trọng không kém, đó là trong quá trình mình phục hồi đó, mình cần phải có sự bền bỉ, kiên trì. Nếu càng kiên trì á, thì cái chức năng của mình nó được phục hồi lại cái mức độ toàn vẹn nó cao hơn, và càng kiên trì đó thì cái kết quả nó cũng càng tốt hơn. Cái sự kiên trì này nó kéo dài nhiều năm, nhiều tháng, chứ không phải là chỉ 5 3 ngày hay là 5 7 tuần, phải không, thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi, thì người ta nói là ba ba tháng là chỉ cái thời hạn nữa là nghĩa là nhanh nhất, còn nó còn có thể lên tới 6 tháng một năm nữa chúng ta cần Dạ. phải điều Tại vì trị. có nhiều trường hợp á, là họ bị tai biến nặng mà một bên, rồi sau đó bên thứ hai, và sau đó là cũng có thể là được bán thân bất toại, nhưng mà chỉ sau một thời gian 1 2 năm á, thì tự nhiên thấy người này đi đứng lại được, mặc dù là cũng không có nhanh nhạy nhưng mà đi đứng lại được và cũng nói được. Và trong khi có những trường hợp khác á, là không, hoàn toàn không nói được nữa, miệng thì méo qua một bên, tay thì bị co rút lại, và chân thì phải đi rất là chậm chạp và có người dìu. Thì cái sự khác biệt này đó là có phải là do cái thời gian cấp cứu hay là do sự kiên trì tập luyện trong quá trình phục hồi, quá trình tập luyện chức năng, thưa bác sĩ? Nó cũng tùy theo rất nhiều yếu tố, nhất là yếu tố mà chúng ta khởi sự điều trị là sớm càng tốt. Thứ hai là yếu tố nặng nhẹ của cái nguyên nhân của cái tai biến, và thứ ba đó là cái phục hồi cái chức năng ta làm càng sớm càng tốt. Có những trường hợp mà độ khoảng độ 1 tháng hai ba tháng thì có thể trở lại nữa, có thể bị trở lại. Theo cái thống kê đó thì ở nước Mỹ đó thì có thể là 185.000 cái stroke đó là coi như bị trở lại sau khi đã thấy khá rồi thì có thể bị trở lại, mà thường thường bị trở lại đó thì nó nặng lắm. Do đó đó nó có rất nhiều cái yếu tố để trong vấn đề để mà phục hồi, thì do đó chúng ta cần phải kiên tâm, mà quan trọng nhất là chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân. Điều trị nguyên nhân ví dụ là cao huyết áp, điều trị là tiền bệnh tiểu đường, rồi cao kêu Cholesterol. là cái cao mỡ vân vân. Vâng. Nói chung đó, với lại càng dĩ nhiên là khi mà có hút thuốc là phải bỏ hoàn toàn, tránh mập phì đó, chúng ta cần phải tránh mập phì, không hút thuốc lá, rồi không uống rượu nữa, và giữ cái đời sống rất là yên tĩnh đó, rất là yên tĩnh đó. Và dĩ nhiên là đấy là nói chung thì chúng ta phải theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ Vâng. để không có bị trở lại những cái nguyên nhân gây ra bệnh. Dạ, một cái đời sống yên tĩnh, ý bác sĩ muốn nói là tránh giảm tối đa những cái áp lực
những cái stress thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình lúc bấy giờ. Thì mình thấy là có rất là nhiều yếu tố dẫn tới căn bệnh này, cũng như là có nhiều yếu tố giúp cho mình cải thiện được ít hay được nhiều. Thì mình không biết là mình sẽ tức là nằm trên những cái dạng yếu tố nào, những cái nguy cơ nào, nhưng mà khi mà mình có một cái ý chí đó thì chắc chắn là nó cũng tốt hơn, vượt qua được dễ dàng hơn đối với những người mà dễ dàng từ bỏ. Vì căn bệnh này không phải là coi như là mất hy vọng hoàn toàn, chúng ta vẫn có cái khả năng được phục hồi, vẫn có cái khả năng được trở lại hồi phục, tùy vào cái ý chí luyện tập của từng người. Ta phải kiên nhẫn. Thì có nhiều người thấy có vẻ là thất vọng quá rồi không làm, không đi tới nữa thì rất là nguy hiểm. Thì tôi cũng nhắc lại là có một số thí dụ như là liệt tay chân một bên hoặc là hai bên, mất cảm giác hoặc là nói ngọng, hoặc là mất thị giác, hoặc là mất một phần hoặc toàn phần trí nhớ tùy theo nặng nhẹ. Rồi đấy có những trường hợp mà thì cái chuyện tử vong thì mình đã nói rồi. Thưa bác sĩ, về những cái chức năng vật lý trên cơ thể, thí dụ như tay chân cử động các thứ đó, thì về cái mặt tập luyện cơ thể thì coi như cũng dễ dàng rồi, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà những người tai biến mạch máu não rồi mà bị mất trí nhớ hoặc là mất khả năng nói thì có thể phục hồi được không? Cũng có thể được, do cái chuyên viên, nhất là những cái chuyên viên về thần kinh học đó, người ta sẽ thí dụ là tập ngay chuyện nói cũng vậy, tập nói. Kêu là tập nói, tập đi, tập này kia đó. Có nhiều người nó tưởng như con nít vậy đó, tức là tập nói, tập đi, rồi tập trí nhớ, có nghĩa là dùng mấy cái thủ thuật này kia làm cho cái trí nhớ của mình nó nhắc lại. Có nhiều người ta khuyên ví dụ như là đi chơi những cái gì cho nó thoải mái, chơi bingo chẳng hạn, đấy, những cái gì để mà luyện cái trí nhớ của chúng ta. Và có những phương pháp đó là chuyên môn thì tập luyện trí nhớ thì cũng dạ cũng có là phải mất thời gian nhiều lắm, nhưng mà cái tập luyện để ngôn ngữ để nói lại được thì chắc chắn có lẽ đây là cái chuyện khó khăn nhất. Thưa bác sĩ, có nhiều người tại sao là họ cũng phục hồi được trí nhớ phần nào, có thể là tới 60-70%, nhưng mà khả năng nói thì hoàn toàn không được? Cái đó tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi trường hợp. Cái vụ mà nói không được đó là do nó tổn thương cái não ở cái vùng nói nó khác, cái vùng trí nhớ lại khác, cái vùng hoạt động tay chân thì nó khác. Do đó nó bị tổn thương cái vùng nào đó thì chúng ta sẽ bị tùy theo nặng nhẹ nữa thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện nói hoặc là mắt, ngay kể cả mắt nữa, thị giác của mình nữa, và cử động của tay chân, tay chân vân vân, và trí nhớ nữa. Đấy, thì nó tùy theo cái vùng mà mình bị tổn thương. Dạ. Tuy nhiên là ngay sau khi mà khỏi bệnh, tức là phục hồi đó, thì nên tập ngay. Thì ai cũng hiểu điều đó là cần phải tập luyện ngay từ những bước đầu. Nhưng mà đối với một người mà đã sau 3 năm hoặc 5 năm mà khả năng nói không phục hồi được thì có phải là mất hơi hy vọng, không còn hy vọng gì nữa, có tập nữa cũng... Nếu mà vài ba năm rồi thì rất là khó. Thì chúng ta cũng vẫn cố gắng đi tập để mà giữ, có thể là tập nó không có bị nặng hơn. Còn có thể là tôi thấy là nếu mà nhiều năm quá, thường thường là 6 tháng hay 1 năm, rồi sau 1 năm, 1, 2 năm, thì 3 năm không phải là mình cũng là ngưng hẳn, nhưng mà mình cũng có thể tập luyện được, có thể nó giúp được phần nào được. Dạ vâng, câu hỏi của Kitty Nguyễn, bị tai biến có chụp MRI và thấy mạch máu phình ra, sau 3 năm điều trị thì mạch máu đó có thể bình thường như trước và hết phình hay không? Nếu mà MRI hoặc là CT scan đó mà mạch máu phình ra đó, cái đó thì tùy theo cái phình đó là cái gì. Phình nó kêu là aneurysm, có nghĩa là gì, là cái bướu máu đó, thì cái đó rất nguy hiểm, nó có thể là bể. Hoặc là nếu phình bình thường không thì cái đó tùy theo, đây là cần phải có bác sĩ chuyên môn về thần kinh học, là neurology đó, thì cái này tôi cũng không thể nói được nó cái trường hợp nó như thế nào. Thì cái này phải hỏi cái bác sĩ mà chuyên môn nha, chuyên môn tức là neurology về thần kinh học. Một câu hỏi khác là bị tai biến 3 năm vẫn dùng thuốc nhưng cũng chưa phục hồi nhiều, đi cũng còn yếu, tay thì chưa cầm nắm được gì, nhưng xin bác sĩ cho biết là dùng thuốc loại gì cho mau khỏi nhất. Thì cái này đã 3 năm rồi thì chúng ta phải thứ nhất là mình phải giữ cái đời sống hàng ngày của mình, đừng có tránh tất cả những gì mà nó gây nặng hơn. Thứ hai là tập luyện thể thao, thể dục, hoặc là để mà rồi tập trí nhớ, tập để nói vân vân, thì cũng vẫn phải tập như thường. Thì nó có thể là nó sẽ hoặc là nó không có khá hơn nhưng mà nó không nặng hơn. Do đó thì chúng ta nên kiên nhẫn để sống cuộc sống bình thường, tránh những cái stress
những cái lo âu quá nhiều. Và chắc là lúc đó kể như là chúng ta đã cuộc đời người ta thì lúc đó đó là chúng ta giống như là về hưu về thôi, chúng ta không có làm phải nếu mà còn lo nghĩ nhiều quá thì nó gây ra nặng nề hơn. Câu hỏi của Lim Ly liên quan tới cao huyết áp là đã uống Bronopadol 40 mg một ngày hơn 10 năm. Khoảng hơn 6 tháng này thì tôi ăn cơm nếp rượu mỗi ngày. Nếu uống thuốc vào thì bị áp huyết xuống 90 trên 70, có khi thấp hơn. Xin hỏi có cần tiếp tục uống thuốc nữa hay không? À, cái này tôi đề nghị là nên theo cái hướng dẫn của bác sĩ gia đình của mình, những người mà trực tiếp cho, bởi vì tôi cũng không nắm vững ra sao, nắm vững cái tình trạng cái bệnh như thế nào, cũng như là cái tên thuốc, có đôi khi tên thuốc ở Mỹ nó khác hay là ở có nhiều nước nó khác đó, thành ra tôi cũng không có thể nói được. Tuy nhiên nên theo cái lời của bác sĩ, và nếu trường hợp mà nó xuống còn 90 trên 60 tức là thấp đó thì cẩn thận. Thì do đó thì chúng ta nên 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 báo cho bác sĩ gia đình của chúng ta biết liền để mà điều Theo trị dõi và chăm sóc. Dạ. theo dõi. Đúng rồi. Lan Nguyễn bị tai biến giai đoạn đầu có cách chữa kiểu gì thưa bác sĩ? Đấy, lúc lúc nãy là chúng tôi đã nói đó, thì đương nhiên là qua cái cơn cấp cứu rồi đó thì là phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng thì chức năng nó có nhiều lắm, chức năng tay chân, rồi ăn nói, rồi suy nghĩ, cũng như là về nói chung, tức là cái tất cả mọi cái chức năng của cơ thể, về và vận động, về trí nhớ, về nói, thì cái đó là chuyên môn trung tâm phục hồi người ta có những cách thức người ta điều trị. Dạ, Văn Tiến, mẹ con bị tai biến một lần rồi, làm sao để tránh bị lại và cho hỏi cách sơ cứu tốt nhất khi bị tai biến, dùng thuốc nào tốt sau tai biến? Thì cái vấn đề mà khi tai biến xong, như nãy tôi nói đó, mình phải giữ cái cơ thể của chúng ta không có bị mắc những cái bệnh mà trước đây đã làm cho gây ra tai biến, hoặc là những cái bệnh mới, ví dụ như là cao huyết áp, cao mỡ, cao đường, mật thì tránh cái đó. Rồi đương nhiên là phụ nữ Việt Nam thì không có hút thuốc lá, thì dĩ nhiên là không có uống rượu cái đó, và giữ đời sống yên tĩnh, con Dạ, à, về cái tình việc đẹp. là dạ cách sơ cứu À. tốt nhất khi bị tai biến đó thì hồi nãy bác sĩ cũng có nói qua, thì chắc có lẽ là bạn mới vào bạn chưa nghe. À, xin bác sĩ tóm tắt ngắn gọn cái cách sơ cứu cần thiết Sơ nhất. cứu là 911, thứ hai đó là giữ Hiện bây giờ chúng ta đang bị trục trặc kỹ thuật chút xíu. Dạ, bị ngắt đường dây âm thanh, bác sĩ còn nghe được không? Xin quý vị vui lòng chờ cho đôi phút nha, chúng tôi đang liên lạc lại với bác sĩ Hội vì đường truyền có trục trặc kỹ thuật. Mong quý vị vui lòng thông cảm. À vâng, xin lỗi, có lẽ cái đường dây Dạ thưa. cái mạng nó Dạ bây giờ chúng tôi đã bị kết nối vâng lại với bác dạ. sĩ Hội. Dạ quý vị vẫn còn theo dõi trên chương trình, thì nếu có trục trặc kỹ thuật hay là quý vị không nghe được hay là không thấy hình thì vui lòng cho biết, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố ha. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Nguyễn Hồng, nếu cao huyết áp uống thuốc thêm Plavix 75 mg có được hay không? Cái Plavix là cái thuốc mà nó làm cho loãng máu, tránh những cái cục máu, cái đông máu, thì do đó tùy theo chỉ định của bác sĩ, cái đó là tùy theo chỉ định của bác sĩ. Cái đó Plavix nó không phải là thuốc xuống máu mà là thuốc làm cho loãng máu, do đó thì tùy theo chỉ định của bác sĩ thì chúng ta có thể uống. Dạ, câu hỏi lúc nãy vì trục trặc kỹ thuật xin bác sĩ lặp lại là cái cách sơ cứu tốt nhất khi bị tai biến và dùng thuốc nào tốt nhất sau tai biến.
Thứ nhất là kêu 911, thứ hai là để mà mặt nạn nhân đó mình nghiêng qua một bên để đờm rãi nó chảy qua. Thứ ba là chúng ta tránh đừng cho uống bất cứ một loại thuốc gì hết, bởi vì nó có thể nó tác hại, nó làm hại cho bệnh nhân. Có nhiều người thì đổ đổ nước đó, đổ gừng đổ này kia, tôi nghĩ là coi chừng nếu mà nó đưa vào, nó lại bệnh nhân lúc đó nuốt không được lại đưa vào trong cái phổi, rất là tai hại, cái đó là tai hại lắm. Thì chúng ta cũng chỉ cần để nghiêng bệnh nhân qua một bên, và cần nhất là đương nhiên phải có những cái chuyên viên, bởi vì đây chúng ta không biết là lý do là cái gì. Do đó nếu mà chúng ta cho điều trị không đúng cách đó thì rất là tai hại lắm, nó là hại hơn là lợi. À, bác sĩ có nói là gọi 911 tức là gọi ngay cấp cứu đó. Ở Mỹ thì cái số cấp cứu là 911. À, còn cái câu hỏi kế tiếp của người bạn này là sau khi tai biến rồi uống thuốc nào tốt nhất, thì cái đó phải tùy chỉ định của người bác sĩ chăm sóc trực tiếp cái người bệnh nhân đó phải không ạ? À, đúng rồi, thì thường thường là sẽ điều trị, thứ nhất là thuốc điều trị là những cái bệnh nhân là những cái bệnh mà mình đang có, thứ hai là mình phải giữ làm thế nào đời sống giống như là để giữ cái sức khỏe bình thường, đó là mình tránh ăn những cái gì mà nói chung là phải ăn uống phải cho nó thật lành mạnh, không có tránh mập phì, tránh mỡ, không có hút thuốc, không uống rượu đó, và giữ cái đời sống yên tĩnh. Còn ngoài ra thì uống những thuốc bổ, thuốc viên này kia thì đó là có thể chúng ta uống thuốc viên bổ cũng không sao cả. Nhưng mà đừng tránh những cái thuốc gì có thể là thuốc nó có thể làm cho chúng ta chảy máu. Nếu mà nó bị chảy máu thì đừng 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 có uống những thuốc loãng máu, hoặc là cần phải uống thuốc để loãng máu thì do bác sĩ điều trị, người ta sẽ hướng dẫn. Dạ, thưa bác sĩ, nói về cái ăn uống này này, bác sĩ có nói là cử ăn mỡ, có còn cử ăn mặn thì sao ạ? Có nên cử ăn mặn hay Thì không? đó ăn mặn đó, nó cũng làm cho mình bị cao huyết áp đó. Do đó thì chúng ta ăn vừa phải thôi, cũng ăn đừng có cái gì mà nó quá đi. Nếu mà có bệnh gì, thí dụ cao huyết áp thì chúng ta phải cứ cứ kêu là cứ muối đó là rất là quan trọng. Dạ. Bình thường thì chúng ta cũng đừng ăn quá nhiều, Dạ. không có tốt. Vì tai biến mạch máu não nó liên quan tới bộ não của mình, tới suy nghĩ, tới trí óc, thì không biết là hoạt động trí não như thế nào, có kiêng cữ gì không? Thì như tôi nói đó, thì đương nhiên là có những cái phục hồi chức năng kể về não nữa, thì là coi như bác sĩ chuyên môn tập cho mình, đã tập cho mình làm thế nào để cho cái phục hồi giống như là cái tay chân mình tập vậy đó. Tập thì cái não của mình cũng thế, có cái phương pháp, cái cách điều trị giúp cho cái não của mình nó làm việc tốt. Ngoài những cái kêu là những cái dinh dưỡng rất là quan trọng, nó cũng phải đầy đủ những cái chất chứ không phải là mình ăn kiêng khem gì. Nhưng mà dĩ nhiên để tránh để cho nó ăn thái quá mỡ, đường, muối, vân vân, thì chắc chắn là những cái kêu là về vitamin đó, vitamin thì đương nhiên là rất là cần thiết. Trái cây cũng tốt lắm. Dạ vâng. Câu hỏi của Ngọc Toàn, bị tai biến nhẹ, mất trí nhớ thì có thể phục hồi được không? Thì nếu mà nhẹ thì nếu mà đã là kêu là tùy theo cái trung tâm của mình, cái trung tâm mà não nó bị ít hay nhiều. Nếu mà nó bị hủy hoại cái trung tâm mà trí nhớ đó thì cái đó rất là khó phục hồi. Còn nếu mà nó chỉ nhẹ thôi thì có thể là cái những cái tế bào não nó có thể phục hồi được, thì tùy theo cái tình trạng của mình. Dạ vâng. Bây giờ mình nói về những cái phương thức giúp phòng tránh tai biến mạch máu não, xin bác sĩ những lời khuyên hữu ích. Đó, cái đó là trước hết là mà chúng ta phải tránh những cái nguy cơ gây bệnh. Tôi đã nói ở bên trên, thứ hai là mình ăn uống lành mạnh, thứ hai là phải trị các cái bệnh huyết áp, phải khám bác sĩ định kỳ để tìm ra cái bệnh máu cao và điều trị đúng cách, và điều trị những bệnh khác, ví dụ như là tiểu đường hoặc là các bệnh tim mạch, và giữ cái lối sống rất là lành mạnh, ví dụ như là năng thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ít mỡ, ít thịt đỏ, ít muối, ít đường, nhiều rau, nhiều cá, nhiều trái cây, rồi tránh mập phì, không hút thuốc lá, nếu có uống rượu thì điều độ, rồi giữ đời sống yên tĩnh, ít có bị stress, nói chung là giữ gìn sức khỏe cẩn thận, nhất là những bệnh kinh niên như là cao huyết áp, tiểu đường, mập phì, chúng ta cần phải điều trị. Thì đấy là những cái điều lời khuyên, lời tổng quát là như vậy. Thì khuyên đó, tôi xin khuyên là cần biết ngay là mình hoặc cái người nhà bị đột quỵ bằng bằng cái kêu là cái fast đó, F là cái face của mình coi có bị là méo miệng hay không, là sụp mắt hay không,
rồi cái E là cái arm, cái tay chân có bị sụi hay không, rồi S là về cái nói nó có bị ngọng hay không, và T là time, tức là thời gian rất là quan trọng đó. Vì khẩn cấp gọi cứu sơ cứu thương, trở vào cấp cứu để điều trị càng sớm càng tốt, và tránh những nguyên nhân và những yếu tố cái nguy cơ kể trên, và nên gìn giữ lối sống lành mạnh về kể trên. Đấy là những điều mà chúng ta có thể khuyên tổng quát được như vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình vừa trình bày tất cả những chi tiết cần biết về tai biến mạch máu não. Lúc này có những câu hỏi cũng liên quan tới tim, tới huyết áp vân vân, thì xin bác sĩ trả lời cho bạn Tuấn Kiệt, 38 tuổi, đi khám bệnh phát hiện ra là rối loạn thần kinh tim. Trong toa thuốc có thuốc huyết áp. Bây giờ muốn hỏi là có phải huyết áp lên là do bệnh này gây ra hay không, và có phải uống thuốc huyết áp suốt đời hay không? Cái này chắc là phải cái bác sĩ điều trị. Nếu chúng ta là huyết áp cao thì chúng ta phải điều trị huyết áp, cái đó là chắc chắn rồi đó. Rồi vì cái huyết áp càng cao thì có thể gây ra ra cái tai biến nữa, có thể đứt mạch máu, thì chúng ta phải cẩn thận. Đấy, tất cả những cái gì, những cái bệnh đó về huyết áp, về mỡ, về đường thì chúng ta cần phải điều trị. Vâng, Benny Nguyễn bị tai biến liệt một bên tay chân, giải pháp nào phục hồi? Lúc nãy bác sĩ đã có trình bày những cái phương pháp giúp phục hồi. Chắc sau chương trình này mời bạn nghe lại ha, để có được thông tin chính xác hơn. Câu hỏi này ngoài lề một chút xíu, nhưng mà nãy giờ bạn cũng chờ lâu. Nguyễn Phú, sáng sớm uống một cốc nước chanh ấm với 2 muỗng cà phê mật ong có tốt không bác sĩ? Thì cái đó cũng là cái tốt, đó không có hại gì cả. Nếu trường hợp với điều kiện là cái bao tử của chúng ta nó không có bị loét hay gì đó, thì bởi vì khi mà ta uống nước chanh ấy, nó chua đó, axit, thì nếu không có thì chúng ta uống cũng không sao cả, nó cũng tốt. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mình hết thời gian rồi. Chúng tôi xin tạm chia tay với quý vị tại đây. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Hàng tuần tối thứ tư, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi tuần. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện về sức khỏe và giúp quý vị giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô Trà My cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Xin hẹn lại kỳ tới. Dạ, Trà My thân ái kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào kỳ sau.